Chào mừng quý chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Đạo Công Giáo. Có bao giờ các bạn thắc mắc là ngày lễ cưới các cha lại mặc áo hồng, và ngày lễ kỳ hồn thì các cha lại mặc áo tím và các ngày khác của mùa phụng vụ trong năm các cha lại mặc áo trắng, áo đỏ, áo xanh hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó hãy cùng Đạo Công Giáo tìm hiểu trong video sau đây. Áo lễ linh mục là gì? Áo lễ thực ra là loại trang phục được sử dụng trong khi hành lễ của một số giáo hội Kitô giáo như Công giáo, Anh giáo, Lutheran. Áo lễ có thể được xuất hiện bắt nguồn từ các nhà thờ phương Tây. Mỗi loại áo lại đại diện cho mỗi vị chức sắc trong thánh lễ. Hiện nay, áo lễ linh mục được chia thành rất nhiều màu khác nhau, được sử dụng vào những trường hợp khác nhau trong giáo hội. Áo lễ linh mục có một vai trò vô cùng quan trọng trong giáo hội vừa để người ngoài có thể nhận biết được thành viên của giáo hội và vừa để thể hiện chức vụ của những người trong giáo sự khác biệt trong phẩm phục chính là sự khác biệt về chức vụ hơn nữa áo lễ linh mục còn giúp tăng thêm vẻ trang trọng khi linh mục bước vào nghi lễ áo lễ linh mục màu trắng màu trắng đại diện cho sự tinh khiết thánh thiện và cho chiến thắng ở bên trong giáo hội màu trắng là màu vinh quang nhất Chính vì thế mà thường được dành cho các nghi thức phụng vụ và các nghi lễ trong mùa Giáng sinh, phục sinh hay các lễ về Đức Mẹ, về Chúa Ba Ngôi. Màu trắng còn là màu diễn đạt cho sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong các nghi lễ về thiên thần thì áo trắng sẽ được chuyển thành màu vàng, tuy nhiên áo màu vàng cũng có phối thêm màu trắng. Linh mục sẽ không sử dụng áo màu trắng trong lễ lá vào ngày thứ sáu tuần thánh. Áo lễ linh mục màu đỏ để chỉ lòng yêu mến với chúa với giáo hội hiến dâng cuộc sống cho thiên chúa thì sử dụng áo màu đỏ màu đỏ thường được dùng trong dịp chúa nhật lễ lá thứ sau tuần thánh lễ chúa thánh thần hiện xuống lễ các thánh tông đồ và thánh sử trừ thánh doan tông đồ và lễ thánh tử đạo áo lễ linh mục màu xanh lá màu xanh lá cây là màu sắc đại diện cho hy vọng và sự sống vì thế nếu thấy được linh mục đang mặc áo lễ màu xanh lá chứng tỏ đó mọi người đều mang một niềm hy vọng lớn lao, là người được Chúa Kitô dẫn đến những cánh đồng cỏ xanh tươi của miền đất hứa. Áo lễ linh mục màu xanh lá thường được sử dụng trong các mùa thường niên diễn ra quanh năm. Áo lễ linh mục màu tím. Áo lễ linh mục màu tím đại diện cho sự ăn năn, hối lỗi và còn đại diện cho sự mong đợi, chính vì thế thường được dùng trong mùa chay và mùa vọng người ta cũng thường dùng áo lễ màu tím trong lễ cầu hồn, phụng vụ cho những người đã qua đời. Áo lễ linh mục màu hồng Áo lễ linh mục màu hồng chỉ được sử dụng hai lần trong năm, Chúa Nhật ba mùa vọng và Chúa Nhật bốn mùa chay, để mời gọi tín hữu hưởng cùng niềm vui thầm kín và an lành trong đợi đấng cứu tinh hoặc trong sự chuẩn bị đón Chúa Kitô phục sinh. Ở Việt Nam thường dùng áo lễ phục sinh màu hồng trong những dịp hôn phối, Màu hồng đại diện cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc bền lâu. Ngoài các loại áo lễ như trên các áo lễ đấy chỉ là các áo lễ thường thấy thôi. Ngoài ra còn nhiều các loại áo lễ như Màu xám cho Được dùng nhiều ở phương Tây các cha sẽ mặc vào các ngày thường ở mùa chay. Màu xanh ra trời Các cha sẽ mặc khi có lễ đức mẹ được dùng ở Pháp, Tây Ban Nha và châu Mỹ, Latin. Màu bạc Có thể được dùng như màu trắng, có thể thay thế màu trắng. Màu vàng kim loại được dùng trong các ngày lễ lớn như các ngày lễ lớn của giáo hội và các ngày lễ như giáng sinh, phục sinh. Màu đen, hiện nay ở phương Tây các cha vẫn còn mặc áo màu đen trong các lễ an táng, nhưng đa phần ngày nay màu đen thay thế vào cho màu tím rồi. Nếu các bạn thấy chưa đúng xin hãy bình luận cho mình và mọi người cùng biết nhé. Áo lễ linh mục có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho một bộ phận tôn giáo lớn của mọi quốc gia. Nếu bạn cần được giải đáp thêm bất cứ thông tin nào về áo lễ tôn giáo thì đừng ngần ngại liên lạc với cha xứ sở tại cũng như các giáo phận trên khắp Việt Nam nhé. Chúc cho mọi người và cả tôi nữa đều được hồng ân của Thiên Chúa.